cho các cô gái thật uyển chuyển và dễ thương, xinh xắn trong bộ trang phục đầy màu sắc rực rỡ, đã mang đến một màu sắc vô cùng tuyệt vời trong chương trình đường này, như tô điểm thêm nét rạng rỡ của mùa Giáng sinh năm nay 2016. Chúng ta cùng chào đón các chàng trai cô gái thật sôi nổi đến từ Châu Thành với nhịp điệu thật cuồng nhiệt và đầy sôi động mang chủ đề Giáng sinh vui vẻ. Nào một tràng pháo tay thật to. I got it from my daddy. Daddy, I feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡잡았. Don't think twice. Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it.
Thưa toàn thể quý vị các bạn thân mến, và giờ đây tất cả chúng ta sẽ cùng một lần nữa đến với một bầu không khí thật Noel trong chương trình đêm nay ạ. Thưa quý vị và các em đến từ thiếu nhi giáo xứ Năng Gù sẽ gửi đến tất cả chúng ta với tiết mục múa thật dễ thương, ông già Noel dễ thương. Một tràng pháo tay cho tiết mục này. Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây ông mang bao nhiêu là quà, và đừng quên để chiếc xe nhỏ xíu. Và ông ơi ông nhớ nghe, quàng khăn ấm trong đêm giá băng, mới đêm nay bao che thơ trên đời đợi chờ ông trong đêm Chúa Giáng Sinh. Trong đêm đông con mơ thấy Giáng Hồng về, trên không trong muôn vạn tình tu. Ông ơi xin ông đừng quên nhé, ngôi nhà này mang bao nhiêu yêu thương con hằng mong ước. Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông quà, và đừng quên những chiếc vớ xinh xinh. Petit Papa Noel, Petit Papa Noel. Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây ông mang bao nhiêu là quà, và đừng quên để chiếc xe nhỏ xíu. Và ông ơi ông nhớ nghe, quàng khăn ấm trong đêm giá băng, mới đêm để bao che thơ trên đời đợi chờ ông trong đêm Chúa Giáng Sinh. Trong đêm đông con mơ thấy Giáng Hồng về, trên không trong muôn vàng tình thu. Ông ơi xin ông đừng quên nhé, ngôi nhà này mang bao nhiêu yêu thương con hằng mong ước. Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống quà, và đừng quên những chiếc vớ xinh xinh. Petit Papa Noel, 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 Petit Papa. À vâng, và kính thưa quý vị, để liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục nhảy hiện đại qua nhóm nhảy Hồng Huyền, qua tiết mục được mang tên Cause I Love You. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón tiết mục. Thank you.
cháy vào tim. Anh khép kín những nỗi nhớ đong đầy, để ngày dài trôi mãi anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, và cho anh thôi thao thức đêm dài. Giờ còn ai kề bên, còn ai đêm thâu nồng say. Lời của anh ta đã cùng nhau kề vai bên hiên trao chiếc hôn đầu. Sao giờ xa xôi quá, hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đáy vực sâu, từ khi em xa anh mang nỗi đau muộn màng, nhưng anh biết em đã thôi không còn yêu. Giờ người đang bước bên anh không phải ai, giờ người đang say bên ai không phải ai. Chắc do anh vào tâm, hành tinh em đã phai phô nhạt nhòa. Giờ người bên ai anh mong em sẽ vui, giờ người bên ai anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ xa đi vì em. Tell me baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Tell me baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Khép kín ký ức anh vào tim, anh khép kín những nỗi nhớ đong đầy. Để ngày dài trôi mãi, anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, và cho anh thôi ngóng trông đêm dài. Mãi thương tiếc hoài, mãi nhớ đôi vai, mãi mơ bên ai. Lời của anh ta đã cùng nhau kề vai bên hiên trao chiếc hôn đầu. Sao giờ xa xôi quá, hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đáy vực sâu, khi em xa anh mang nỗi đau. Không, anh không còn bên. Ta sẽ cùng nhau thay đổi bầu không khí. Ông bà ta thường nói nụ cười hơn 10 thang thuốc bổ, phải không quý vị? Và đặc biệt trong chương trình đêm nay, nụ cười thì hơn 100.000 nụ cười luôn ạ. Thưa toàn thể quý vị, hôm nay trong bầu không khí Giáng sinh thật vui vẻ và đầy ấm áp tại nơi đây, tất cả chúng ta sẽ mang đến cho nhau thật niềm vui, rất nhiều niềm vui. Những nỗi buồn sẽ vơi đi và nụ cười sẽ lấp đầy một bầu không khí thật tuyệt vời và ấm áp trong chương trình đêm nay. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau mang đến với tiết mục Sông Tấu Hài với chủ đề Từ Giả Lưu Linh. Mời tất cả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và đến với hai nghệ sĩ hài rất là dễ thương của chúng ta trong chương trình đêm nay. Nào, chúng ta dành một tràng vỗ tay chào đón hai nghệ sĩ Y Hòa và Trương Minh Tiến. Cô lái đò giờ đi bán vàng, cô bán vàng thì đi lái đò. Cô lái đò dẹp luôn cái đò cùng
bởi vì là mê đánh đề. Trời ơi, tôi nói rồi, đừng có đam mê mấy cái đó. Bữa nay vui quá mà, Giáng sinh vui quá, em có hẹn ông chú em từ hồi chiều tới giờ, mà sao bây giờ, trời ơi, tối thui rồi mà không thấy mặt mũi ông ở đâu hết trơn. Mà ông chú của em có cái tật ngộ nè quý vị. Hễ ông đi đường, ông gặp gái là ông về, ông gặp gái là ông về. Mày về, mày hỏi ông nội mày biết về gái không? Lời biểu con, bước qua đây, bước mặt lên, mất dạy. Có bà con đây mày đứng mày nói xấu tao không mày? Chú ba! Gì? Sao hẹn từ chiều mà tới giờ này mới tới? Tao đang cúng định bên Cao Lãnh á, mày kêu bữa nay qua đây bên tới nhà thờ Năng Gù có gì vui lắm. Vui, quá tao, vui. Tao vừa ban vừa tới đằng đó mày, tao thấy người ta đông kín mít luôn. Vụ gì? Đó, tao giạt từ chừng tao lọt vô trong trung tâm tao gặp chuyện lạ mày. Cái chuyện gì mà lạ? Thằng ba lớn cao nè đánh nhỏ nít ba lớn nè. Gì vậy? Ừ, thấy chuyện bất bình mà con. Đúng rồi, nghĩa cử người đàn ông mày như thế nào? Binh thằng nhỏ. Ừ. Đập thằng lớn. Tao nhào tao vô tao đập lớn cái bóp. Kết quả mỏ tao máu không. Cái vậy? Quánh lớn nhỏ quánh tao. Chú Binh đó mà. Tao quánh bà nó. Trời đất, chỗ hai cha con người ta gây lộn nhiều chuyện chứ cho bị quánh. Bởi vậy mới nói. Trời ơi, tao bị gì hoài hả? Nhiều chuyện, tật nhiều chuyện không bỏ mà. Gạch. Bây giờ nói nghe nè. Dạ. Qua đây mày kêu tao lại đây chơi coi vợ mày đâu. Thôi đừng có nhắc nó nữa. Hả? Sáng sớm mới bài tiệc ra tính nhậu ăn Giáng sinh, nó lèm bèm con giả bắt tay đuổi về nhà má nợ rồi. Vợ mày nó bỏ mày rồi. Bỏ rồi. Mày hên đó con. Sao hên? Vợ mày bỏ mày rồi đúng không? Đúng rồi. Tao làm mai cho mày một đứa. Cái gì? Vừa bỏ vợ làm mai đứa khác gì đó hả? Làm liền. Đã vậy? Nhỏ này đẹp lắm. Đẹp không? Nó gần đây nè. Wow. Dễ thương lắm. Dễ thương. Mà cái tên của họ nó hơi xấu nha con. Nó tên gì mà nó xấu? Nó tên Thạch Thủy. Đẹp. Tên đẹp. Đẹp không? Đẹp. Mà tao cắt nghĩa ra là xấu à. Đâu chú cắt nghe coi. Thạch là gì? Thạch là đá. Thủy là gì? Thủy là nước. Đá liền với nước nghe cái gì? Tụm. Nó tên Tụm á con. Tên nó ngộ lắm. Nghe cái tên là thấy nó. Nhưng cái tên, cái họ không quan trọng. Quan trọng là sắc đẹp. Chủ yếu là đẹp cho đó. Con. Để tao tả mày nghe. Tả đi. Tóc dài. Mắt mơ màng. Tới cái mặt nha. Cái mặt đi. Mặt nè. Mặt thỏ mỏ dơi tay dưỡng con hu ngu như bò dơi như heo. Cái mặt đó mà như cái nguyên cái giường bách thú ở trong này vậy. Đẹp không? Thì gớm. Vậy cho có vợ đẹp không lo, lo ăn nhậu tối ngày à. Bực bội mày đó nghe. Bây giờ đi về dưới rước vợ lên ha. Rước lên khoanh tay lại. Thưa vợ, từ đây mình bỏ nhậu. Nghe chưa? Cái gì? Con đàn ông thanh niên gì mà phải năn nỉ nó lên đây hả? Năn nỉ đó con. Thôi được rồi. Nếu mà chú ba muốn con về mà năn nỉ nó lên đây đó. Ừ. Bây giờ chú ba thi thắng con đi. Con nghe lời chú ba. Không thì thôi. À, có nghĩa tao với mày thi với nhau. Đúng. Tao thắng mày. Ừ. Mày nghe lời rước vợ lên. Đúng. Đúng không? Chính xác. Thi cái gì? Bây giờ mình thi hát đi. Thi hát đúng không? Mày vui nè. Mày chết mày rồi. Mày biết thằng Kim Tử Long không? Biết. Đệ tử ruột tao đó. Chú Kim gì? Kim Siêu Quần. Đúng không? Nè, nghe Kim Siêu Quần hát cho con nghe nè. Mày đếm 1, 2, 3, Kim Siêu Quần hát nè con. Có nghĩa là đếm nhẹp cho chú đúng không? Rồi. Ok. Đếm 1, 2, 3 vô tao hát nè. Hát giọng cổ cho mày nghe nha. 1 2 3 4 đi, 3 mất chán con. 4 đi, 4, mày làm 4 lao đi. Đếm 4 lại con. Đếm 4 nha. 1 2 3 4 Em ơi. Giọng bữa nay cho nó rè dữ vậy ta. Nếu đã yêu nhau ai chẳng mong tròn cầu duyên nợ dù xã soi phương trời dịu dậy lòng anh vẫn nhớ vẫn thương vẫn chờ vẫn đợi nhớ biết bao kỷ niệm tình ta bên giường qua ấy qua mây xám dần bay coi gió chiều nhẹ nhàng coi những cánh chim đơn đang bay về tổ ấm thì em ơi. Em ơi không đi đừng ngại ngùng thà như thế thà rằng như thế thà đừng cố níu kéo rách áo xúc nút búa xua tùm lum mất luôn đôi giày. Fan tao không á. Dạ. Quyên bên đây fan tao không? Dạ khoan.
chết mẹ chú mới giới thiệu hát cái gì? Hát giọng cổ. Giọng cổ mà có khóc đi đừng ngại ngùng thà rành như thế trong này hả? Thì Kim Tử Long cộng với Hoàng Phúc. Trời đất, tôi quất hai thằng lại ra tao. Trời ơi, có luôn. Đó là sao? Nhưng sai rồi. Sai là sao? Con nói thi ở đây là thi ca nhạc chứ không phải là thi ca lương. Thi ca nhạc hả? Ca nhạc. Chết mày rồi, chơi với mày luôn. Chơi thi luôn, ca nhạc đúng không? Đúng. Có nghĩa là tao với mày thi với nhau. Đúng. À, thi làm sao? Thi hát về loài thú đi. À, hát về con thú đúng không? Ừ. Hát liên khúc con thú đúng không? Đúng rồi. Nhưng tao ra điều kiện ngạc lắm nghe con. Chắc chú ra điều kiện hát luôn. Hát từ 1 tới 10, trong từ 1 tới 10 phải có con thú. Chơi. Thằng nào không có, đó thua. Ai hát trước? Nhỏ nhường mày hát trước. Rồi, con hát trước. Một con nha con. Một con. Một con. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Một con. Con gì? Con gà. Gà đâu? Này cô bé có mái tóc đuôi gà. Rồi cái mình mày nuốt rồi hả? Ngu. Gà ta ăn nguyên con, tự nhiên ăn cái đuôi. Biết cái đuôi là cái gì không? Ủa cái đuôi là cái gì? Cái phao câu á. Ủa mà cái bao câu là cái gì? Cái phao câu là cái đuôi á. Nhưng mà cái đuôi là cái gì? Mày muốn biết mày xuống hỏi cái gì, cầm cái quạt đó nè. Thôi bỏ đi. Mày biết. Bỏ xuống đi. Tao mệt mày quá. Con không biết, bây giờ tới chú. Hai con. Tới tao mấy con? Hai. Mấy? Hai. Về lại quê hương Sóc Trăng. Hai con. Hai con gì? Con Sóc Trăng. Tao quất một câu hai con, vỗ tay cho con cháu tôi nể tôi coi. Phen tao không? Cái bài hát đoạn hậu vậy luôn mà cũng có hai con. Tao đoạn hậu mà tao có hai con, tới mày. Ba con mày. Ba con đúng không? Ba con. Có ba con rồi. Đâu ba con đâu? Đừng tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu. Ba con. Ba con gì? Nghe đếm nè. Đâu? Đừng tin vào lời ông bướm. Ông bướm hai con. Đó là hố sâu, con sâu. Của bố fan vậy. Này nhắm về quỷ rồi. Con sâu mà nó cũng ăn được nữa. Rồi tới mày ba tới con chú, không? Tới chú bốn tao con. Tao mấy con? Bốn con. Mày. Bốn. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót giang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó hót trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, bốn chim. Thật luôn hả? Ừ. Sao bốn con chim? Con chim đầu hè, con chim ngọn tre. Hót đi chim, hót đi chim, bốn con chim nằm bốn chỗ. Tao có bốn con chim. Hen tao không? Bữa nay tao lụm mày rồi, hen tao không nè. Nửa bên đây là bên ngoại nè, nửa bên đây là bên nội tao đó. Còn kia là cái gì? Còn đó, kia? Bên đó bên vợ con. Rồi, xong. Tới mày, năm con mày. Ông mày có giả bộ mày thua mày. Đó, coi như là vòng 1 xong đó, bây giờ vòng 2 đi. Coi như là vòng 1 đâu ai đờn lên gì. Ừ, coi như là vòng 1 màn đi. Tới giờ rồi kìa. Giờ cho vậy sao? Bây giờ vòng 2. Chạy vòng 2 đúng không? Coi như mình mới mở màn vui thôi. Trời ơi, vậy chưa chịu thua hả? Chưa, mới rồi. Mở màn thôi. Cho mày tâm phục khẩu phục luôn, vòng 2 chơi với mày luôn nè. Bây giờ chơi vòng 2 nè, cái này nghiệp nè. Chơi gì? Mình đốn nhau đi. À, có nghĩa tao mày đố đúng không? Đúng rồi. Rồi, chơi mày luôn. Mày nhỏ nhường mày đố trước. Được. Gần bước sang năm mới rồi. Ừ. Năm con gà đúng không? Đúng. Con sẽ đố chú về con chó. Mày lãng, tự nhiên con gà đố con chó. Chơi mày luôn. Nghe đố nè. Rồi. Thì chứ con đố chú. Con gì giống con chó nhất? Con cáo. Sai. Con sói. Dạ. Thua. Con mà giống con chó nhất đó là con gì? Cho con nguyên một vàng fan con không? Thấy chưa? Cười tôi không quê, anh này anh cười. Làm gì chồng quê tôi gì? Người ta cười, ta cười, ta mở miệng, ta cười. Đi. Người ta tới nhị. Rồi, tới chú đi, 1-0. Mày đố tao con chó đúng không? Đúng. Bây giờ chú sẽ đố con lại con chó. Chơi. Nghe chú hỏi nè. Rồi, hỏi. Chó trắng ta kêu chó gì? Chó cò. Chó đen. Chó mực. Chó vàng. Chó vàng. Chuẩn bị. Rồi. Chó xanh. Con chó xanh là con chó đẻ.
chị áo đen nhắc con. Chị nào? Cái chị áo đen nó sáng quá không có thấy được. Chị phải chị này không? Đâu đâu đâu, cái chị đó nó cay cay cay. Đố ra trên này chứ bộ. Ai đố dưới đâu? Dạ cảm ơn nghe chị Tám. Chị cũng rảnh lắm. Ủa sao chú cảm ơn chị? Mày cảm ơn chị. Chị giúp con. Chị giúp tao. Sao giúp chú? Chị ngồi dưới chứ nói là chó đẻ, chó đẻ, chó đẻ. Chứ chửi mày chó đẻ. Tôi chưa thấy thằng nào bị chửi chó đẻ mà nó vinh hạnh. Đúng không? Mày có quen chị không? Không. Có ai không quen biết chửi chó đẻ không? Cảm ơn nghe chị Tám. Giờ chị đó. Nhưng mà thôi, dê thì cũng giúp con rồi. Hai không? Tao nói hai không rồi nào, nãy tao nói nó chuẩn bị à, tao chưa đố à. Trời đất. Cái này mới đố nè con. Rồi đố đi. Nghe đố nè. Rồi. Vậy chú đố con chó màu đỏ người ta kêu bằng con chó gì? Thôi nghe chị Tám. Chó lửa. Sai. Chú quay. Chật. Ủa? Con chó màu đỏ người ta kêu là chó gì? Chó đỏ. Cái gì kỳ vậy? Áo tao màu gì? Màu đỏ. Mày dám kêu màu trắng không? Ngu vậy ta. Lụm mày rồi. Chịu thua đi con. Chưa, rỡ. Ủa mày? Rỡ, rỡ. Chị gỡ mày. Rồi, cho đi. Mày gỡ. Rồi, cho con gỡ. Cho con đố chú lại một câu. Rồi. Rồi, cho mày gỡ, cho mày. Trước khi đố con hỏi chú cái này trước đi. Hỏi gì? Chú có rành mấy cái nước trên thế giới không? Các nước trên thế giới chú rành một bụng. Đúng rồi. Rồi, chị con hỏi chú. Ừ. Nước nào trên thế giới có bao hoàng tử? Nước Pháp. Sai. Nước Anh. Chết. Thua. Nước trên thế giới có ba ông hoàng tử đó là nước gì? Nước Tường Tam Thái Tử. Phan con. Chị áo đen nữa thấy chưa? Ba không. Ủa hai một, hai một. Chị này chắc mua nước Tường Tam Thái Tử nhiều lắm nè. Chứ để gì nè, chị vỗ tay, chị vỗ tay. Mày đố nước này mày lạc qua nước kia. Không biết, hai một. Bây giờ tới tao đố lại mày nè. Đố đi. Nghe đố nha. Rồi. Trật tự nha. Rồi. Câu đố của tao phức tạp lắm. Đúng. Nghe cho kỹ mà trả lời nha. Nghe kỹ. Có hai đứa này, một nam một nữ, nó vô rạp chiếu phim, nó coi phim. Rạp chiếu phim tắt đèn tối hù. Thằng con trai mới choàng qua tay nhỏ con gái. Con gái nó nép vô thằng con trai. Hai đứa nó không chịu coi phim. Vậy chú đố con, hai đứa nó quê nó ở đâu? Tao đố nghiệt lắm. Quê đâu con? Rồi, nó có đáp án rồi. Ở đâu? Mày không biết, mày cũng cười đâu mày. Thua. Mày biết ở đâu không? Ở đâu? Biết đâu không? Ở đâu? Tao cũng đâu có biết đâu. Không biết đâu làm chi? Đố chơi vui. Cái vui gì đâu? Mày không vui mà ở dưới ta vui, ta cười kìa. Trời ơi. Vui không quý vị? Vui vậy cho chào hỏi tay đi. Ta vui kìa. Mày lãng mày. Đố cái hại não luôn trời. Mày mới hại não tao á. Thôi về dòng khác đi. Chơi dòng khác đúng không? Hai đều. Ê, bây giờ tao mày chơi đẻ đi. Cái gì? Thi đẻ. Làm sao? Hai con đẻ hai con, hai cái tên, hai cái chữ giống nhau. Ví dụ coi. Con cào cào. Đẻ ra con gì? Ba ba. Tới mày. Chuồn chuồn. Đẻ ra con gì? Le le. Tới chú. Khùng khùng. Đẻ ra con gì? Điên điên. Hai con này đẻ được hả? Hai con này gặp nhau đẻ ra con mát mát. Thì gớm quá. Thôi đổi đi. Hai con đẻ hai con. Ví dụ coi. Con cấp, con sáo. Đẻ ra con gì? Con cáo, con sóc. Tới mày. Con ốc, con nhện. Đẻ ra con gì? Con ếch, con nhộng. Thôi chú. Con công, con rùa. Đẻ ra gì? Con cua, con rồng. Tới mày. Tới mày, mày, mày con. Từ từ không thẳng mày. Cái gì? Mày mới nói cái gì? Sai. Tới chú ba. Tới con. Tới con. Mày mày. Rồi qua, rồi qua. Rồi. Con trâu, con gái. Đẻ ra con gì? Con trai, con gấu. Hay, 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 mày. Mày mày.
gì? Mới nói cái gì? Tới chú ba. Con ngựa cái con gì? Con ngựa cái con mã. Con rùa. Con quy. Con quy con mã. Để ra con gì? Ma con quỷ. Hai con này cũng đẻ được hả? Nó đẻ được không kệ nó. Tới mày, mày đẻ không được tao đưa đi Từ Vũ mộ á. Đẻ mày. Đẻ mày. Đẻ. À cái gì? Thằng Quyền con Lan. Đẻ ra cái gì? Thằng Hoàng con Liên. Khùng mày. Nhưng đang nói con vật mày đưa hai đứa đó vô mày. Khùng mày. Không được hả? Cái gian mày. Rồi. Gì nữa? Bây giờ chúng ta coi như là xí xóa đi. Trời ơi, nãy giờ thì là chơi xí xóa hả? Bước vào vòng chung kết xếp hạng nè. Giờ vô chung kết đúng không? Chức gì ba tư quyết định ở đây nè. Quyết định trận này đúng không? Quyết định trận này luôn. Rồi, chơi cái gì? Bây giờ cũng chấp chú ra đề tài luôn đó. Ra đề tài không ha? Chơi cái gì mới được? Đối đáp ca dao đi. Thơ đối đáp ca dao phải không? Đúng rồi. Mày chết. Lại đây. Sao chết? Mày thi thơ là mày chết với tao rồi. Sao chết? Một bụng thơ nè. Hồi xưa thím của mày chê tao xấu, tao lại tao đặt một câu thơ thôi bả đi theo tao tới bây giờ luôn. Cái gì? Tao lại tao cua bả, tao đứng trước cửa nhà tao thấy bả đó. Tao cua bả, bả nói ông xấu quá ông về đi, tao làm bài thơ liền. Bên ngoài tuy chẳng ra gì, bên trong nội thất cực kỳ dễ thương. Ừ. Vậy đó. Thích tao tao làm mày bài thơ. À, phía ngoài con ha. Rồi. Bên ngoài đẹp đẽ như vậy. Chứ sao? Bên trong nội thất bày nhầy thấy ghê. Cái gì mà xí nhục hoài chú ha? Chứ sao? Đẹp đẽ chứ ở trong nhậu hoài á. Gan của mày đó ha, là trái gan trái phổi á. Con nói ở đây là thi đối đáp ca dao, chứ không phải là thi làm thơ. À, đối đáp ca dao, nghĩa mày nói câu tao đáp câu đúng không? Đúng rồi. Chơi mày luôn, nói trước đi con. Nghe con nói nè. Rồi, nói nha. Hiu hiu gió thổi đầu non, muốn gài chú nhậu mà con không tiền. Chà, gài sớm ta. Dân nhậu mà. Nghe tao đáp lại nha. Hiu hiu gió thổi đầu non, tao còn một cách tao con của mày. Tao hết tiền phải đi nhậu con. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự mua than để dành. Đàn ông tập tạ thì đô, đàn bà không tập cũng đô như thường. Gái một con trong mòn con mắt, trai một mắt coi vậy mà ngon. Ủa sao ngon? Bắn súng khỏi cần nhắm. Đúng không? Gì đó mày? Trời mưa bóng bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Câu này khó quá cho qua mày. Ai khó không? Khó quá mày. Con biết trả lời được thua à? Cho qua nha. Không. Cho qua không? Không. Rồi, tao mà trả lời được khán giả vỗ tay mày chịu thua nha. Đói. Rồi, trả lời được rồi, mày giờ ở đây tao vỗ tay mày okay. Chưa thua đúng không? Ok. Rồi, đối lại đi tao đáp nè. Trời mưa bóng bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Con về ở ké gì hai, để ba có cớ ba qua thăm gì? Vỗ tay cái gì? Lụm mày liền. Chưa đâu, chưa lụm đâu. Lụm mày ơi. Chưa gì nữa? Chưa đâu. Cái gì? Ủa mày đang đố tao mà nhìn ai dưới mày? Chết cha. Con uống thuốc chưa con? Thằng này tôi nghi quá ta. À, cái gì vậy? Đây đây đây. Gì? Cô kia má đỏ môi hồng, năm nay nhiêu tuổi có chồng hay chưa? Cô áo xanh đúng không? Áo xanh, áo xanh. Quen với tao. Ở kế nhà tao luôn. Thấy ghê vậy? Ồ, dễ thương lắm. Con nhìn là con biết dễ thương rồi. Người ta chọc không bao giờ chửi. Đó. Lấy đá đập đầu không? Hỏi lại coi. Cô kia má đỏ môi hồng, năm nay nhiêu tuổi có chồng hay chưa? Chồng cổ bán búa bán cưa. Bán luôn mã tấu mày ưa cây nào? Ưa cây nào tao bước xuống tao kêu chồng cổ tặng cây xài chơi với mày. Bỏ đi. Chồng tao ngồi kế bên mày đặt chọc. Vừa thua chưa? Nhớ chưa? Vừa thua đó. Ê! Về dưới rước vợ lên nghe chưa? Mà chú ba hứa với vợ là từ đây không có nhậu nghe chưa? Dạ. Ừ. Nhưng mà trước khi về dưới đó mình đi ăn đi. Bữa nay Giáng sinh mà nó bụng quá. Nè chú dặn rồi nha. Sao vậy? Mai mốt ăn uống phải cẩn thận. Bây giờ đồ ăn thức chất độc không đó. Đúng rồi. Gì? Chú bà nhắc con mới nhớ nè. Đó. Sáng hôm qua. Sao? Bà Sáu sớm trên tập thể dục về. Sao? Uống trái dừa tươi quá đắt. Chết. Thấy chưa? Ông này mới nghiệt. Ông nào? Ông ba sớm trên. Sao? Ăn cơm nuốt nguyên miếng tàu non. Chết. Thấy chưa? Đây, chuyện này là chuyện bí mật. Đáng lý ra là tao giấu mày. Nhưng mà thôi lỡ nói luôn. Sao? Cha Hoàng á biết không?
Ngày thường ăn 3 chén cơm, bữa nay ăn 2 chén rưỡi thôi. Thấy chưa? No. No nói chi? Nói cho vui. Vui gì đâu? À, mày không vui mà ở dưới tay vui, tao cười. Trời ơi trời. Giờ không... được không? Bây giờ nghe lời chú. Về rước vợ lên, nghe chưa? Rồi. Bỏ rượu, nghe chưa? Dạ. Không có nhậu nữa. Dạ. Dạ. Xin nữa. Trước khi đi, lịch sự chào bà con rồi đi. Rồi. Vợ Tiên Phong Hài, từ giả Lô Linh của nhóm hài Duy Hòa và Trương Minh Tiến đây là hết. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn và xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Merry Christmas. Chói đành sao lời rao chân thần,
từ chối đành sao chỉ ngọn đấng quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lá lơi câu giọng cổ. Về thăm mảnh đất An Giang, châu đông dĩa bà 23 tháng 4. Đi lấy dân cầu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng điện miệt thớ An Biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất gò qua. Cà Mau bám yêu cuối trời u minh sớm muối, ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta vun lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Kính thưa quý vị, bây giờ Như Ngọc có một cái trò chơi nhỏ nhỏ vui vui thôi nha. Bây giờ Như Ngọc có một vài gợi ý về một cái cô trước đây là biên đạo múa. Và coi như là năm nào cô cũng về đây để mà đóng góp một hai tiết mục cho giáo xứ chúng ta. Và cô cũng là một người con của giáo xứ Năm Gù. Hiện giờ Ngọc có một cái gợi ý nữa. Đó là cô ở Châu Đốc. Năm nào cô cũng về đây để mà dàn dựng một vài tiết mục rồi cô hát. Mà Ngọc nghĩ rằng á, Ngọc nói như vậy là chắc là quý vị đã phần nào đoán được cái cô này rồi. Và cô sẽ liên tục chương trình. Thì bây giờ Như Ngọc xin hỏi là quý vị nào biết được và đoán đúng tên của cô ấy thì sẽ có, Trá Hoàng sẽ có một phần thưởng nho nhỏ cho quý vị. Quý vị có thể cho Ngọc thấy những cánh tay quý vị nào có thể đoán được cô mà. Xin mời anh Lợi cùng lên sân khấu giúp Ngọc đi. Mắt Ngọc cận đó, Ngọc không thấy. Vâng, ừ. anh chọn một người nào. Bây giờ sẽ mời một vị kia. Mời vị khách ngày hôm nay đúng không ạ? Anh đem đi xuống dưới. Rồi, ok. Dạ. À vâng. Quý vị hãy cho Ngọc thấy những cánh tay của quý vị đi ạ. Mời ở đâu Ngọc ơi? Bên dạ. Phải hay bên trái nè? Quý vị ạ. Rất là nhiều vị khách à. Anh cứ chọn đại một người đi. Rồi, chọn đại một người hả? Phía sai sai hả? Rồi, phía sai sai. Rồi, xin mời. Đoán đúng là có thưởng nha, nhưng mà sau chương trình này sẽ liên hệ trực tiếp với Trang Hoàng để nhận phần thưởng, mà chắc chắn là đoán đúng rồi đó. À, tại vì không có sao lại vì với chúng ta hết á. À, xin chào bạn ạ. À, bây giờ bạn có thể nói với giới thiệu tên bạn và bạn đang ở khu nào mà? Em tên là Nguyễn Lê Minh Thư ạ. À. Em ở khu nào? Châu Thành. Ở Châu Thành. Bây giờ bạn sẽ đón tên ca sĩ đúng không ạ? À? Hơi ngạc nhiên đó nha. À. Rồi xin mời bạn đón là ca sĩ nào sẽ xuất hiện tại sân khấu này. Em nghĩ là cô Mỹ Dung. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho bạn. Xin mời bạn lên sân khấu nhận thưởng luôn ạ. Một phần quà của Trá Hoàng. Và kính thưa quý vị, chúng ta có lẽ là cô cũng rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Và để liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của ca sĩ Mỹ Dung qua nhạc phẩm được mang tên Giọt Nước Mắt Muộn Màng. Xin dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Trời ơi là trời, giờ tính sao đây? Tính sao giờ đây? Trời ơi, tính sao giờ? Cái gì? Hết hồn? Sinh nhật hôm nay em vô vậy? Tao không có tiền. Tao nói rồi, bữa nay là sinh nhật của thằng Văn Mạch. Tao định là tối nay rủ nguyên bầy đi vũ trường chơi tới sáng luôn. Ê, nói nhỏ mày nghe nè, bữa nay tao có hàng mới, thích đã lắm. Ủa mà bữa trước mình thiếu ổng rồi bữa nay em cho thiếu không? Được, tao nói ổng rồi, thích trước giả sao. Ừ, để đó đi tao tính. Má tao, Đào ơi Đào, con ơi Đào, sao rồi con? Học hành tới đâu rồi con? Bạn bè thấy bữa nay nó đi thi bài dở nó ôn mà còn con sao, ở đâu rồi con? Hả Đào? Trời ơi là má, học tối ngày. Thôi, tôi biến học lắm, không học đâu, chán lắm. Con nói vậy sao được con? Con phải học để sau này cái đường tương lai của con nữa
má đâu có sống hoài với con được đâu con. Má bệnh hoạn con thấy không? Hả? Hả Đào, nghe lời má đi học đi con. Ừ mà bà có tiền không? Cho tôi đi sinh nhật con Văn ơi. Tiền hả? Hôm rày má bán buôn ế lắm con ơi, không có được tiền. Ở đây nè, thôi má còn được 50 ngàn, tính đi chích thuốc cho nó hết. Mà thôi con lấy ở 50 ngàn ha. Rồi chừng nào mà có tiền cái nữa, cái má cho con nhiều hơn nghe Đào. Gì? Má nói gì? 50 ngàn hả? Thời buổi này 50 ngàn làm được gì? Thôi tôi cảm ơn à. Đào, 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 tôi đi luôn à. Đào, đi đó. Đào, Đào con, Đào. Bao người thân tìm lại vòng tay yêu thương bao tháng năm.